Rồi, đến giờ này buồn ngủ quá rồi. Bây giờ đã 11 rưỡi rồi. Không biết sao mà hôm nay buồn ngủ thế. Có vẻ như là dạo này là tôi ăn được ngủ được, sắp thành tiên rồi. Phải diễn diễn một phát cho nó tỉnh táo mới được. Hai game thủ đội bạn đứng cách nhau bốn góc, game thủ nam mặt trai anh có diễn không? Có vẻ như là không đủ góc để diễn rồi. Ồ, vậy là tôi không có cơ hội diễn luôn. Thôi vậy. Vẫn chưa chết, khả năng là sẽ phải trả lại một mạng cho đội bạn, hên xui biết đâu trả là cả hai. Giời ơi, game thủ tình một đêm. Chọn ngay tôi, thấy tôi đẹp trai hơn nên là chọn. Game thủ nam mặt trai thì xấu xa và nguy hiểm, ăn bâu mồm quá tươi. Theo như tình huống mà tôi nhìn thấy thì game thủ phía bên kia chắc là anh ấy mang nhiều giới tính. Tưởng thích game thủ Nam Limo đã đành rồi, thế nào là lại có tình ý với tôi nữa chứ, thế mới chết chứ. Nguy hiểm quá. Cặp đôi Hằng Nga và chú Quậy. Map này thì khá khó khăn đây. Game thủ Nam Limo anh ấy sẽ nhắm vào ai? Ồ, may quá. May mà viên đạn cuối cùng mà crit. Nếu không thì khả năng là không chết được game thủ chú Quậy. Tôi nhìn mà đứng tim luôn. Quả thật là rất nguy hiểm. Xong rồi, game thủ Nam Limo.
Game thủ Nalimo anh ấy khuyên tôi bay qua, sau đấy thì búp xuyên giáp cộng với lại crit, thế thì có lẽ là chắc ăn hơn. Tuy nhiên tôi không thích thế. Đã chơi là phải tự tin phong cách. Bình thường thì game thủ nam mặt trai anh ấy tự tin như là xài Kotex vậy. Mà hôm nay thế nào ấy, lại cứ rụt rụt rè rè thế nào ấy, không hay tí nào cả. Game thủ Chicken007, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại anh ấy. Hôm nay thì anh ấy liệu có mang điều gì mới mẻ rồi đây không? Chết ai không? Ui giời ơi, mạng như quay chậm thế này. Chết luôn, hay quá vậy. Hai game thủ gà đua, anh ép nhanh nhẹn rất cao. Hay quá. Hay quá vậy. Game thủ Chicken anh ấy những pha bắn rất là tuyệt vời. Tôi không dùng. Nhỏ vậy ta.
Bây giờ là phải thay đổi chiến thuật thôi, phải tăng nhanh nhẹn lên. Map này là map chạm trung chuyển, map sở trường của game thủ nam mặt trai. Trên dưới anh ấy bắn như một vậy. Rất là hoàn hảo. Ôi giời ơi. Thế không trúng. Game thủ này anh ấy lại chơi tôi. Ôi trời ơi. Bay quá ác quá. Rất đáng tiếc là không clip viên nào. Bạn không chết. Úi dồi ôi, game thủ Nalimo anh rất hiểu ý đồng đội. À, thấy tôi không có góc nên là anh ấy quyết định phá góc hộ. À, rất là tâm lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đồng đội, game thủ Nam Mặt Trai. Mặt tuy hơi dày một tí thôi, nhưng mà nói chung là người tốt. Vừa vừa khen map sở trường của anh ấy xong. Anh ấy làm quả giữa mặt tôi, quá là sở trường luôn. La map này thì có vẻ lại vui rồi. Game thủ Nam Mặt Trai quyết định hàng luôn từ trên xuống dưới. Mã tinh tế. Game thủ mất kết nối, anh hoang mang bối rối. Đứng đấy thì liệu có đào được không? Anh quyết định bút giảm thương.
Ồ, tình huống đào rất hay của game thủ mất kết nối. Không hề đơn giản chút nào. Không không phải dạng vừa đâu. Game thủ nam mặt trai, anh quyết định cầu may bằng việc búp skin hạt nhân. Đúng là một ý tưởng ngây thơ, còn chơi cầu may như thế thì không ăn thua. Tôi tưởng anh ấy có ý tưởng sáng tạo gì. Ít ra thì thông minh một tí thì băng trước xong rồi bay trọng thương qua bút xuyên giáp, biết đâu bất ngờ. Thế nào, tôi tưởng thế nào đi, bay qua đào búp cái skin mà xác suất ra hạt nhân của nó chắc chỉ có 5%. Thế thì làm sao mà ăn được. Không, map này có thể đào chết được luôn. Đào chết game thủ đào chết game thủ thiện lì 37 luôn. Rồi đẹp rồi. Một pha tính toán rất là vãi hàng của game thủ Nắng Sơn Tây, vãi quá vậy. Huống đấy tôi mới bất ngờ, anh ấy đào một pha có lẽ là hơi thiếu lực một chút, nếu mà mạnh lên chút thì đẹp. Nằm xuống rồi. Cái đội du kích gà tin này các anh ấy chơi kiểu chiến thuật du kích quân, thi thoảng nhảy ra hù bọn tôi một cái xong lại biến mất tăm luôn, chả thấy đâu. Ở đây bây giờ lại đến đội của game thủ Lão Mập, anh ấy lại nhảy ra chơi trò ú tim với game thủ Nam Mặt Trai. Siêu chuẩn luôn, rất hay.
Úi dồi ôi. Hên sao là máu còn đủ để cho con pet cắn. Không thì đúng là mắc nhọ. Game thủ Lão Mập, anh ấy làm gì đấy? Bay quá. Thế này thì khả năng là không có tơn với game thủ Nam mặt trai. À vâng, vẫn có. Hai một pha tính toán rất hay của game thủ Lão Mập. Liệu anh có làm nên trò trống gì không? Khiên của tôi vẫn còn. Ồ, không làm nên trò trống gì rồi. Pha tính toán thân sâu quỷ khốc của game thủ Lão Mập, đáng tiếc là anh ấy thực hiện thì không được hay cho lắm. Game thủ Lão Mập anh ấy đứng rất là chơi vơi. Trúng không? Úi giời ơi, trúng luôn, lại còn xuyên giáp luôn. Quá đáng buồn. Tin buồn gửi về. Về đâu nhỉ? Quê Lão Mập ở Nghệ An. Rồi. Báo tin buồn và ngay cho gia quyến. Đây rồi, đây là game thủ Pro Chicken 007 và PC Đại Đế. Ô, lần này thì chúng tôi lại có tên trước rồi. Tính là cứ để cho tôi xong. Còn này thì ngon. Như vậy là chỉ có mình game thủ Nam mặt trai là anh ấy có tên trước thôi. Có vẻ như là game thủ Pro Chicken 007 anh ấy nhanh nhẹn, anh ấy cao hơn tôi một chút. Đúng rồi, chắc là nằm giữa trong khoảng hai người rồi, chênh nhau có một chút thôi.
Rồi, không không có lý thì không chết rồi. Ván này thì đội Blue Chicken chắc chắn sẽ phải nằm xuống thôi. Cứ như thế này thì lại vui. Úi giời, một một pha đào vãi cả hàng của game thủ Nam Nam mặt trai, đào quả bá đạo quá. Ồ, kéo thiếu một chút lực đi thì có phải là hoàn hảo rồi không? Bắn rất tinh tế, dù cầm gươm nhưng mà game thủ cái gì đây, Quân Điêu, anh ấy vẫn có thể đục cộng hai rất chính xác. Mỗi tội là tôi đã đứng ở trên cái cục cứng rồi, sẽ không thể nào bị rớt xuống phía dưới nữa. Ồ, đây là hai game thủ tới từ Gà Tin.
Olala. Lần này thì game thủ Thiện Lì anh ấy lại bắn năm mặt chai. Rồi anh ấy cho tôi cơ hội solo đây rồi. Rất tuyệt vời. Ui trời ơi, đáng tiếc là chả chết ai. Quá nhọ cho game thủ Thiện Lì. Trúng người không? Trúng người khiến cho game thủ Nam mặt trai không dám bắn. À vâng, như vậy là không trúng. Không băng à? Có vẻ như là game thủ Nam mặt trai anh ấy. Ấy không mang băng thì phải. Không sao, không vấn đề gì hết. Bay lên thì khả năng là không có tơn. Xuyên giáp. Giời ơi. Quá ngọt ngào. Liệu có trúng không? Ôi trúng luôn. Game thủ mất kết nối anh ấy bắn quả hay quá. Ô như vậy là mid, vẫn mid một tia. Buồn ngủ quá. Giời. Game thủ Nam mặt trai anh ấy bắn một quả tinh tế, không vướng một chút chướng ngại vật nào. Nhưng rốt cục cũng chỉ là tin đồn thôi. Có lẽ là vào khi vào thời điểm mà phong độ anh ấy cao thì anh ấy hoàn toàn có thể bắn được những pha không vướng chướng ngại vật chút nào như vậy. Nhưng mà hôm nay thì chắc là không phải thời điểm ấy rồi, không phải là phong độ của anh ấy đang cao rồi. Ui giời ơi, sao lại ở bên trái này? Ở bên trái được. Bên trái càng vui.
phá bán rất tinh tế của game thủ Nam mặt trai. Trời thế mà không trúng, fit mấy góc liền rồi mà không trúng. Vâng, vừa khi nãy thì game thủ Nam mặt trai nếu mà anh ấy không fit lên một góc thì game thủ Nắng Sơn Tây đã không đứng treo leo như thế rồi, cũng khiến cho tôi dễ bắn hơn. Anh ấy chắc là thử thách khả năng bắn của tôi. Mỗi tội là giờ này thì tôi đang buồn ngủ lắm rồi. Ô không chết, như vậy là không chết. Sao này, game thủ Nam mặt trai anh ấy bắn cái gì này, đào một cái là xong rồi mà. Rồi một pha đào sới kinh điển của game thủ Thiện Lì 37. Và ngày ấy vẫn tiếp tục đào sới. Công việc vô cùng
À, phải thú thật là giờ này tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Có lẽ là thôi theo lời của bạn Nam Limo thôi. Ba ván nữa thì nghỉ thôi. Tối uống có mấy ly thôi mà. Phê phê thế này. Ô game thủ nam mặt trai cái bạn ai đây? Headshot. Game thủ Reed, anh định làm gì đây? Tình huống này xem ra là khó. Bình thường ông Nam Limo ông bắn vớ va vớ vẩn, bắn sảy cái. Tự nhiên trận này bắn chuẩn thế, anh biết. Vâng, bây giờ bay qua là có tơn. Anh ấy quyết định bay lên cái nóc anten này. Dường như là một quyết định quá ảo. Khang trong vô vọng, khổ thân em tôi quá. À, tự tôi có thể thoát băng được mà. Thằng này ông cần giả trò vớ va vớ vẩn. Khả năng thì cú đấy là một cú mang tính chất biểu diễn là chính. Thế còn dù không phá thì tuần vừa rồi tôi cũng thoát băng thôi. Vì mang tính chất biểu diễn là chính nên là tôi cũng sẽ biểu diễn lại. À, đến đây. Ui ơi. Độ khó cao. Bây giờ thì độ khó cao. À vâng, nhưng mà game thủ nam mặt trai anh ấy rất là chắc ăn. Anh ấy bắn 4 viên cơ. Diễn cái gì này? Trúng không? Ui ơi, trúng luôn. Quá ghê gớm. Game thủ nam mặt trai rõ ràng là không hề đơn giản một chút nào cả. Vô cùng nguy hiểm. Đúng là không phải là dạng vừa đâu. Nam không không phải là nam của ngày hôm qua nữa rồi. Hôm qua em tôi vẫn còn ngây thơ. Hôm nay thì đang nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì bây giờ sẽ là ba ván chốt sổ nên là tôi sẽ rất là tập trung bắn. Đây rồi, ngon. Lại phải cho team gà tía này ăn hành thêm phát nữa mới được. Phang luôn. Bắn trên là rụng xuống dưới. Thế là đẹp cả đôi.
Ui, chúng chúng cả đôi luôn. Quá tuyệt vời. Pha bắn mẫu mực của game thủ nam mặt trai. Ừ, quả đấy mà có thêm dòng tức nước vỡ bờ nữa thì tuyệt vời. Mỗi tội là không có. Ô la la, như vậy là trúng mỗi một người. Quá hay. Liệu game thủ thiên đường tới từ Gà Tía anh có bật được kèo này không? Quả này mà bật được thì tôi bái phục. Khả năng là không ăn thua. Nhọ thật. Được cái tôi cái gì thiếu thiếu chứ băng thì không thiếu. Băng có 6 cái rồi. Cứ sau một tơn là lại hồi thôi. Úi giời ơi. Thế mà min. Mà game thủ nam mặt trai anh ấy cũng băng rồi xem. Ô anh ấy không băng. Anh ấy quyết định không để nỗi đau thêm dài. Quyết định phang luôn. Gì đây? Úi giời ơi, lại còn tranh thủ biểu diễn đấy chứ. Mà biểu diễn xịt. Hóa ra cũng cũng chỉ là tin đồn thôi. Vớ vớ vẩn vẩn thế mà cũng bày đặt biểu diễn. Mọi người người ta cười cho thối mũi. Úi rồi lại ra hấp. Rất may tôi bắn 4 viên. 4 viên thì chắc là chết rồi. Úi rồi lại còn xuyên giáp. Tí nữa thì game thủ thiên đường anh ấy có thể bật được kèo này. Đáng tiếc là chuyện cổ tích đã không xảy ra.
ý tưởng không hay chút nào của game thủ thiên đường. Nếu mà anh ấy đục tôi xuống rồi đào thì có lẽ là hay hơn rất nhiều. Cơ hội cho game thủ nam mặt trai anh ấy thể hiện khả năng còn này là xịt là cái chắc. Xịt rồi, bắn lộn đùng phèo lên không ăn thua. Ô xin giáp. Và công nhận là châu báu của game thủ thiên đường chạy rất là tít. Chỉ cần anh ấy alo một phát thôi là ra luôn, bắn cái ra xuyên giáp, ăn đòn thì chạy hấp thụ mới giảm thương ngay tức khắc. Quả bá gì đây, ui giời ơi, game thủ nam mặt trai anh ấy bắn quả thân sâu quỷ khốc trượt trong gang tấc. Thế này bảo sao muốn lên giường quá. Díu. Sao đây, tính toán gì đây? Ồ, như vậy là game thủ thiên đường anh ấy lại quyết định là sang game thủ nam mặt trai. Thế này thì không hay cho lắm. Nay nghỉ tại đây thôi. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.